Thưa quý vị, thưa bà con, ốc nhồi hay còn được gọi là ốc bươu đen đang là loại thực phẩm được thị trường ưa chuộng. Nuôi ốc nhồi đang là một hướng phát triển kinh tế mới và nhiều hộ nông dân thì đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ mô hình chăn nuôi này. Kỹ thuật nuôi ốc nhồi thì cũng được đánh giá là khá đơn giản, cách chăm sóc không có gì phức tạp. Nhờ vậy mà một anh nông dân ở Tứ Kỳ, Hải Dương đã biến vùng đất hoang thành trang trại bạc tỷ và làm giàu từ mô hình nuôi ốc nhồi. Và ngay bây giờ thì xin mời bà con hãy cùng gặp gỡ với anh nông dân trong tiểu mục Kết nối nhà nông ngay sau đây. Tại trang trại ốc nhồi của anh Nguyễn Văn Hưởng, thôn Trúc Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thời điểm nhộn nhịp nhất vào mùa ốc sinh sản, bà con thay nhau nhặt trứng ốc 24/24 giờ. Mỗi lần ốc đẻ một buồng từ 120 đến 150 trứng ốc. Sau 15 đến 20 ngày, ốc con nở và tự rơi xuống nước. Ốc non được nuôi trong ương khoảng 1 tháng trước khi chuyển ra ao nuôi thương phẩm hoặc nuôi làm ốc bố mẹ. Con ốc ở miền Bắc này thì phát triển chậm vào mùa đông nhưng phát triển rất nhanh vào mùa hè. Nó gặp thuận lợi là cái chất lượng của con ốc khi mà mình nuôi thành công thì chất lượng của nó rất là cao, nhưng cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm cho con ốc ở miền Bắc là rất là khó nuôi. Những con đạt cái tiêu chuẩn và để mà thu thương phẩm thì nó dao động từ khoảng tầm độ 30 con đến 50 con một cân là mình có thể xuất bán được. Loại đấy thì mình có thể xuất bán cho thị trường lúc nào cũng được. Hiện nay ốc nhồi là sản phẩm sạch nên ảnh hưởng cung không đủ cầu. Mỗi kg ốc thương phẩm được bán tại chỗ với giá từ 70 đến 100 nghìn đồng một kg. Thu nhập từ bán trứng ốc, ốc giống và ốc thương phẩm của gia đình anh Hưởng đạt khoảng 500 triệu đồng. Ốc giống thì mình bán dao động từ khoảng tầm độ 3 triệu đến 5 triệu trên một vạn. Và với cái mô hình này thì làm giống thì tầm độ một vài nghìn vạn. Và thị trường thì phần lớn là các tỉnh quanh quanh Hải Dương, ví dụ Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Mỗi năm, anh Hưởng cung cấp ra thị trường từ 2 đến 3 tấn ốc thương phẩm, từ 200 đến 500 kg trứng ốc và khoảng 2.000 vạn con ốc giống. Không chỉ chinh phục vùng đất trũng, bỏ hoang thành trang trại tiền tỷ, mà từ mô hình này, anh Hưởng còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ. Đồng thời, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều bà con trên khắp cả nước. Vâng, thưa quý vị, tiểu mục Kết nối nhà nông là một tiểu mục rất quen thuộc trong chương trình Tổng đài Nông nghiệp của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại mang đến cho quý vị một điều hết sức đặc biệt. Quý vị nghĩ sao nếu như là nhân vật trong tiểu mục Kết nối nhà nông vừa rồi có mặt trực tiếp tại trường quay ngay bây giờ ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu nữa thì tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Hưởng, nhân vật chính trong phóng sự mà quý vị vừa theo dõi đang có mặt tại trường quay với chúng tôi ngày hôm nay. Xin được chào anh ạ. Xin chào MC của chương trình Tổng đài Nông nghiệp. Dạ vâng. Vâng, và ngày hôm nay thì khi đến đây thì tôi nhận thấy rằng là anh Hưởng không chỉ đến một mình đâu mà anh ấy còn mang theo một đĩa ốc nhồi này, một bó hoa súng. Anh làm tôi hơi phân tâm một chút bởi vì tôi là một tín đồ của món ốc. Và tôi thì đang thắc mắc một chút là thôi tạm thời mình có thể gác đĩa ốc sang một bên một chút đi. Tôi thấy đặc biệt là anh có một bó hoa rất đẹp, không biết là anh định tặng tôi hay là như thế nào đấy ạ? MC, cái bó hoa rất là đẹp này là trước mắt là để tặng cho MC của chương trình ngày hôm nay, cũng như tôi cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn là đây là cái bông hoa súng được trồng trên cái mặt ao nuôi ốc của tôi. Cái hoa súng này thì ngoài việc có thể ngắm hoa thì mình có thể là làm cho cái ao ốc của mình là có độ phủ bóng mát vào cái mùa hè rất là tốt, và hoa thì phát triển rất là nhanh cũng như cây phát triển nó rất là nhanh. Bây giờ thì tôi mới biết được điều đấy. Thật, chỉ tưởng tượng thôi thì tôi cũng đã cảm thấy là mô hình nuôi ốc nhồi của anh Hưởng thì rất là thú vị rồi. Và qua tiểu mục Kết nối nhà nông thì quý vị cũng thấy là anh Hưởng thì đã rất thành công với mô hình nuôi ốc nhồi, và anh ấy thì cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Ngày hôm nay thì anh Hưởng sẽ có mặt tại trường quay để chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm nuôi ốc nhồi. Và bật mí với anh Hưởng là khi mà phóng sự của chúng tôi vừa phát sóng ấy ạ, thì Tổng đài Nông nghiệp của chúng tôi đã rất là bận rộn. Tổng đài 1900-6145 đã có rất nhiều khán giả gọi điện đến và để đặt câu hỏi dành cho anh. Thì ngay bây giờ thì tôi sẽ đến với một câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi mà tôi nghĩ là chúng tôi nhận được rất nhiều chỉ trong ít phút vừa rồi ạ. Đó là
Khán giả hỏi ở miền Bắc thì khi nào có ốc nhồi và họ ở xa trại ốc giống thì việc vận chuyển ốc giống có đảm bảo hay không? Xin được mời anh ạ. Kính thưa quý vị khán giả đang đưa ra câu hỏi để tôi trả lời thì tôi cũng xin trả lời với vị khán giả là ở miền Bắc thì thời điểm này thì sẽ là chưa có ốc nhồi giống. Và cái thời điểm có ốc nhồi giống thì tôi dự tính là sẽ vào khoảng tầm trung tuần của tháng 3 âm lịch, tức là nó rơi vào tháng 4 của dương lịch. Và cái việc là quý vị có hỏi là ở xa thì việc vận chuyển cái ốc nhồi giống thì có đảm bảo hay không, thì tôi cũng muốn biết là ở xa thì là xa là khoảng bao nhiêu km và mình vận chuyển bằng cái hình thức nào. Nếu mà trong phạm vi khoảng tầm vài chục km và mình có thể gửi bằng các loại xe thì cái việc vận chuyển nó vẫn đảm bảo bình thường. Thế nếu như xa hơn thì sao? Nếu như xa hơn thì mình phải có những cái biện pháp bảo vệ cho ốc tốt hơn, giữ được ẩm cho ốc, để trên một cái quá trình dài và trời nắng thì ở bên trong nó sẽ ốc sẽ không bị nóng, nóng thì dẫn đến ốc yếu và có thể là sẽ bị chết. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Hưởng. Và quý vị thân mến, tổng đài 19006145 của chúng tôi thì vẫn đang sẵn sàng để tiếp nhận những câu hỏi của quý vị. Quý vị thì hãy nhanh chóng gọi điện đến tổng đài để có thể kết nối trực tiếp với nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, tôi đã nhận được tín hiệu từ tổng đài 19006145. Xin được chào khán giả, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho nhân vật của chúng tôi. Xin chào anh Hưởng ạ. Dạ vâng, xin chào khán giả. Vâng, vâng, tôi là Tin. Vâng, tôi ở Phú Thọ. Tôi có hỏi câu hỏi như thế này ạ. Alo ạ, tôi dạ vâng. Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Tôi có ao gần nhà mà chỉ trước là nuôi cá ạ. Rồi tôi có xây và đổ bê tông rồi, 4 mặt nước. Tôi tầm 1,3 mét. Trên bờ tôi có trồng tưới. Tôi hỏi là ao như thế có nuôi ốc được hay không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi muốn hỏi là cái ao của anh thì hiện tại là có diện tích là bao nhiêu nhỉ? Diện tích của tôi là khoảng tầm 1 hectare. Cái ao của anh thì như vậy thì theo tôi là cái diện tích như vậy nó là hơi lớn. Để mình nuôi ốc ấy thì diện tích như vậy nó hơi lớn thì mình sẽ khó quản lý hơn. Anh nên có thể chia nhỏ các cái ao của anh ra thành bằng các cái hình thức ngăn lưới đấy anh ạ. Thì việc quản lý nó sẽ dễ hơn. Chứ anh để cái ao lớn như vậy thì việc quản lý nó rất là khó, cũng như là việc thả giống thì nó cần một cái lượng giống rất là nhiều. Anh có thể ngăn nhỏ ra và thả giống làm nhiều đợt vào giống. Vâng, thì tôi cũng muốn hỏi thêm cho khán giả này một chút, thì thấy anh Hưởng có nói là sẽ chia nhỏ ao ra đúng không ạ? Thì vậy thì với mình nên mỗi một cái ao nhỏ như vậy thì mình nuôi với cái diện tích bao nhiêu là thích hợp nhất? Thực ra là cái ao của anh này là trước kia là anh nuôi cá, thì anh đã thiết kế là cái ao này là để nuôi cá và cũng khá là rộng. Tôi được biết như vậy là khá là rộng. Nếu như mình thiết kế một cái ao mới để nuôi ốc thì có thể thiết kế thì những cái ao nó nhỏ hơn. Với cái diện tích như của anh như vậy thì có thể thiết kế được tương đối nhiều ao. Vì nuôi ốc thì ao của mình không cần phải là quá rộng. Có thể là thiết kế từ khoảng tầm độ 1 sào đến khoảng tầm độ 3 sào là tôi nghĩ là 3 sào Bắc Bộ ấy, tôi nghĩ là hợp lý hơn. Nó sẽ dễ cho cái việc quản lý chăm sóc của mình. Dạ vâng. Vâng, xin được cảm ơn anh Hưởng và xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của khán giả. Hy vọng là với một chút thông tin mà tôi vừa hỏi thêm thì sẽ giúp khán giả dễ dàng hơn nếu như khán giả có dự định nuôi ốc. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi mới, một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Xuân Quân ở Bắc Ninh. Khán giả thì có hỏi là hiện nay tôi đang nuôi cá nhưng mà thời gian này thì giá cám tăng mà giá cá giảm nên là tôi muốn chuyển sang nuôi ốc nhồi. Vậy thì khi nuôi ốc nhồi thì giá ốc thương phẩm đầu ra liệu có ổn định hay không và một năm thì có thể nuôi được mấy vụ ạ? Xin mời anh. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Quân. Cũng xin trả lời với anh câu hỏi của anh là cái giá của ốc nhồi thương phẩm thì cái thời điểm năm 2020 tôi có nuôi ốc nhồi và cái giá đầu ra thì rất là ổn định, giá sẽ dao động từ 70 đến 100 nghìn trên 1 kg. Đấy là tôi bán cái thời điểm là chính vụ, tức là cái vụ thu hoạch đầu vụ tầm từ tháng 7 đến tháng 10 đấy. Chứ nếu anh nuôi được ốc thì tầm từ tháng 10 trở đi và anh để đến qua vụ đông thì cái giá nó còn cao hơn. Và cái giá này tôi nghĩ là còn rất là ổn định trong thời gian tới. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, chúng tôi thì vẫn đang chờ những câu hỏi tiếp theo của quý vị khán giả. Mời quý vị hãy nhanh chóng gọi điện đến tổng đài để được kết nối trực tiếp với nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay.
Vâng, trong lúc chờ những câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi mà các bạn tổng đài viên gửi vào. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Xuân Biên có số điện thoại 09763 số cuối 569 ở Nghệ An. Anh Biên thì có hỏi là tôi nuôi ốc nhồi lúc nhỏ phát triển rất tốt, nhưng khi trời mưa to thì ốc thường bị chết. Vậy thì xin hỏi nguyên nhân ốc chết là gì và cách khắc phục như thế nào? Xin mời anh ạ. Để trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Biên thì ốc chết thì sau khi mưa thì cũng có khá nhiều nguyên nhân. Trong đó tôi có thể kể đến một số cái nguyên nhân như sau. Anh cũng không nói rõ là cái ốc chết của anh là anh nuôi trên cái ao thuộc dạng ao mới đào, mới xây hoặc là ao nuôi cá cũ. Nếu ở cái ao nuôi cá cũ thì có thể là ốc chết. Có những nguyên nhân sau. Có thể là trước khi mưa thì trong ao của mình nó đã bị ô nhiễm về nước. Cộng thêm kết hợp là khi mưa nhiều á thì cái axit trong ao nó sẽ tăng cao, dẫn đến cái độ pH trong ao nó tăng lên và nó thay đổi thất thường, thì dẫn đến một ốc của anh cũng không thích nghi kịp và chết. Còn khi cái ao mới đào đấy, của các hộ mới đào để mới cải tạo ao để nuôi ốc, cái ao đất mới đấy, thì cái nguyên nhân ốc chết mà sau khi mưa ấy, thì rất là dễ xảy ra và phổ biến. Và năm vừa qua thì cũng biết là trong hội là cũng có rất nhiều anh em đã bị chết ốc, là do mình làm là khá là vội vàng, thời gian cải tạo ao chưa đủ, dẫn đến là khi bờ mình là bờ đất và mới đào, lượng axit sẽ thay đổi rất là nhanh khi sau khi mưa, cũng như là càng cái khu đất nào mà trũng phèn thì cái nguy cơ ốc chết là càng cao. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của anh ạ, và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả Xuân Biên. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu quen thuộc từ tổng đài 1900 6145. Xin được chào khán giả. Alo ạ, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho nhân vật của chúng tôi ạ. Alo. Dạ vâng. Xin chào anh Nguyễn Văn Hưởng. Xin chào anh. Tôi ở Thái Bình và hiện nay tôi đang xem chương trình trực tiếp về ốc nhồi của anh. Thì tôi có câu hỏi muốn hỏi anh Nguyễn Văn Hưởng có thể tư vấn giúp tôi một chút được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh xin mời anh đưa câu hỏi ạ. Hiện nay tôi đã cải tạo cái ao để nuôi ốc. Tôi muốn hỏi anh về mật độ nuôi như thế nào là phù hợp. Và thức ăn cho ốc là những sản phẩm gì mà phải cho ốc phải cho ốc ăn thêm về phần công nghiệp hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì tôi sẽ đưa ra cái câu trả lời cho anh như sau ạ. Là cái mật độ nuôi ốc ấy, thì nếu anh nuôi ở trong ao thì anh có thể nuôi với cái mật độ là 100 con trên 1 mét vuông. Và nếu anh nuôi trong tráng thì cái mật độ nó có thể tăng thêm từ 120 con đến 130 con trên 1 mét vuông. Và cái thức ăn cho ốc thì cũng khá là đơn giản. Anh có thể là nuôi một cái ao bèo tấm để lấy cái bèo cám đấy, thì ốc ăn cái sản phẩm bèo tấm là rất là tốt. Và các sản phẩm từ nông nghiệp khác anh cũng có thể cho ốc ăn như là quả bầu, quả bí, quả mướp, lá mướp, các loại hoa quả ở phụ phẩm từ nông nghiệp ấy, anh có thể là những loại hoa quả mà nó không thể dùng được thối đấy, nó cũng có thể ăn được, như là sơ mít, quả bưởi, hoặc là một số các loại quả như là đu đủ thì ốc có thể ăn được cả lá. Nhìn chung là thức ăn của ốc là khá đơn giản. Đối với nông nghiệp thì tôi nghĩ là còn có rất nhiều các loại khác ốc cũng có thể ăn được, ví dụ như là các cây khoai môn, rồi thì cây giấy thì ốc cũng ăn rất là tốt. Và tôi cũng trả lời thêm cái câu hỏi của anh là có cần phải bổ sung thêm cái thức ăn công nghiệp cũng như cám công nghiệp hay không. Thì nếu như anh nuôi với một cái mật độ là vừa phải và anh chuẩn bị đầy đủ được cái thức ăn tại vườn nhà thì tôi nghĩ anh không cần phải bổ sung thêm cám công nghiệp. Như vậy cái con ốc của anh sẽ tránh được cái vấn đề là bệnh dịch cũng như là giảm cái chi phí khi anh chăn nuôi. Dạ vâng, xin cảm ơn lời tư vấn vừa rồi của anh Hưởng và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Hy vọng là qua những tư vấn vừa rồi của anh Hưởng thì khán giả có thể áp dụng hiệu quả cho mô hình nuôi ốc của gia đình mình. Vâng, thưa quý vị và bà con, chúng tôi thì rất muốn là sẽ có thêm nhiều câu hỏi cũng như là sẽ được sự hỗ trợ từ anh Hưởng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì với sự thời lượng của chương trình và chúng ta thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi ở phía sau nữa. Thế nên là nếu như quý vị và bà con muốn quan tâm đến mô hình nuôi ốc nhồi thì có thể liên hệ với anh Nguyễn Văn Hưởng ở thôn Trúc Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của chúng tôi để các tổng đài viên có thể kết nối giúp quý vị. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn
sự có mặt của anh Hưởng tại trường quay ngày hôm nay cũng như là những chia sẻ vừa rồi của anh. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi của anh Hưởng thì sẽ giúp ích cho bà con quan tâm tới mô hình nuôi ốc nhồi, sẽ đạt hiệu quả kinh tế hơn nữa nếu như thực sự muốn thực hiện mô hình này ạ.